nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lễ đền tội. Sách Lê Vi, chương 7, từ câu 1 đến câu 6. Đây là luật về lễ đền tội, về một của rất thánh. Phải xét tế lễ vật đền tội ở nơi xét tế lễ vật toàn thiêu, và tư tế sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Tư tế sẽ tiến dâng tất cả mỡ của nó, cái đuôi, lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng, và khối mỡ trên gan mà tư tế sẽ tách ra cùng với các trái cật. Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Đó là lễ đền tội. Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn. Lễ vật ấy sẽ được ăn trong một nơi thánh, đó là của rất thánh. Quyền lợi của các tư tế. Sách Lê Vi, chương 7, từ câu 7 đến câu 10. Lễ tạ tội thế nào, lễ đền tội cũng vậy. Chỉ có một luật duy nhất cho cả hai. Tư tế nào dâng lễ vật để cử hành lễ xá tội, thì lễ vật sẽ thuộc về tư tế đó. Tư tế tiến dâng lễ toàn thiêu của người nào, thì da của lễ vật mà tư tế đó tiến dâng sẽ thuộc về tư tế đó. Mọi lễ phẩm nướng trong lò, mọi lễ phẩm nấu trong nồi hay chiên trên chảo sẽ thuộc về tư tế tiến dâng lễ phẩm ấy. Mọi lễ phẩm nhào với dầu hay để khô sẽ thuộc về các con Aharon. Hy lễ kỳ an. Hy lễ tạ ơn. Sách Lê Vi, chương 7, từ câu 11 đến câu 15. Đây là luật về hy lễ kỳ an tiến dâng Đức Chúa. Nếu tiến dâng hy lễ kỳ an kèm với lễ tạ ơn, thì cùng với hy lễ tạ ơn, phải tiến dâng bánh ngọt không men nhào với dầu, bánh tráng không men phết dầu, và tinh bột trộn kỹ làm thành bánh nhào với dầu. Cùng với bánh ngọt đó, phải dâng bánh có men làm lễ tiến, kèm theo hy lễ kỳ an. Phải tiến dâng một phần lấy từ mọi lễ tiến, làm phần trích dâng Đức Chúa. Phần ấy sẽ thuộc về tư tế đã rảy máu của lễ vật kỳ an. Còn thịt của hy lễ kỳ an để tạ ơn thì phải ăn trong chính ngày tiến dâng, không được để lại gì cho đến sáng hôm sau. Lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện. Sách Lê Vi, chương 7, từ câu 16 đến câu 17. Nếu hy lễ tiến dâng là lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện, thì phải ăn trong chính ngày tiến dâng hy lễ. Phần còn lại được ăn ngày hôm sau. Sang ngày thứ ba, những gì còn lại của hy lễ phải bỏ vào lửa mà thiêu. Quy tắc chung. Sách Lê Vi, chương 7, từ câu 18 đến câu 27. Sang ngày thứ ba mà người ta cứ ăn thịt của hy lễ kỳ an, thì người tiến dâng hy lễ sẽ không được đoái nhận. Nó sẽ không được kể là đã dâng hy lễ. Đó là thịt ôi, và người nào ăn thì phải mang tội. Thịt đã chạm đến bất cứ cái gì ô uế thì không được ăn, nhưng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thịt của hy lễ kỳ an thì mọi người thanh sạch đều được ăn.
Nhưng người nào ở trong tình trạng ô uế mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng Đức Chúa thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Người nào chạm tới bất cứ cái gì ô uế của người ta, hay loài vật ô uế, hay bất cứ vật ô uế kinh tởm nào mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng Đức Chúa, thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: Hãy nói với con cái Israel, tất cả những gì là mỡ, mỡ bò, mỡ chiên hay mỡ dê, các ngươi không được ăn. Mỡ của con vật chết và mỡ của con vật bị thú dữ xé có thể dùng vào mọi việc, nhưng tuyệt đối các ngươi không được ăn. Phàm ai ăn mỡ con vật mà người ta đã dâng tiến một phần, làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa, thì chính người ăn sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Tại khắp nơi các ngươi ở, tất cả những gì là tiết, dù là tiết chim hay tiết loài vật, các ngươi không được ăn. Phàm người nào ăn bất cứ cái gì là tiết, thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Phần của tư tế. Sách Lê Vi, chương 7, từ câu 28 đến câu 34. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel, ai tiến dâng Đức Chúa hy lễ kỳ an, thì sẽ đem đến một phần hy lễ kỳ an của mình làm lễ tiến, dâng lên Đức Chúa. Chính tay người ấy sẽ đem đến những lễ hỏa tế của Đức Chúa là mỡ kèm theo cái ức. Nó sẽ đem cái ức đến để làm nghi thức tiến dâng trước nhen Đức Chúa. Tư tế sẽ đốt mỡ cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Còn cái ức thì thuộc về Aharon và các con nó. Các ngươi sẽ cho tư tế cái đùi phải làm phần trích ra từ hy lễ kỳ an của các ngươi. Người nào trong các con Aharon dâng tiến máu và mỡ của lễ kỳ an thì cái đùi phải sẽ là phần của nó. Thật vậy, cái ức đã tiến dâng theo nghi thức và cái đùi đã trích ra thì ta lấy của con cái Israel từ các hy lễ kỳ an của chúng và ta ban cho tư tế Aharon và các con nó. Đó là quy luật vĩnh viễn cho con cái Israel. Kết luận. Sách Lê Vi, chương 7, từ câu 35 đến câu 38. Đó là phần của ông Aharon và phần của các con ông, lấy từ các lễ hỏa tế dâng Đức Chúa, từ ngày họ được tiến dâng để làm tư tế của Đức Chúa. Phần đó, Đức Chúa đã truyền cho con cái Israel tặng cho họ, từ ngày người sức dầu tấn phong họ. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho họ từ thế hệ này qua thế hệ kia. Đó là luật về lễ toàn thiêu, lễ phẩm, lễ tạ tội, lễ đền tội, lễ trao quyền và hy lễ kỳ an. Luật đó, Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê trên núi Sinai, trong ngày người truyền cho con cái Israel dâng Đức Chúa các lễ tiến của họ trong sa mạc Sinai.